Xin chào anh em. Đây là con 67 em mới đi đổ xăng chạy vòng vòng chơi nha. Sẵn rồi quay bán luôn. Đó, giấy tờ đồ ok. Đồ riêng rồi cũng còn số món nha. Rồi qua đây vừa cập điện thoại vừa chạy 67 cho mấy anh coi luôn. Tức là chạy 67 mà không còn bốc cơm đấy. Rồi. Vậy về nhà mình quay tiếp. Sẵn là mình test máy có hú hí đồ ngon nha mấy anh. Cầm tiết rồi ghim này nha. Bây giờ nổ máy đi. Nè, không bốc cơm nha mấy anh. Đó. Mà nhiên mà vẫn chạy bình thường. Xe này là máy khá là ok nha mấy anh. 4 số vòng. Em mới đổ 30.000 đồng xăng. Không còn bốc cơm đâu. Tại cái tay em cầm điện thoại em quay với anh này. Thấy không anh? Chạy bình thường. Nó không có gì khó đâu anh. Chỉ cần anh lấy giò em anh đẩy tới cho nó có chớn em anh vô số 1 thì lên đâu có giật đâu. Rồi lên ga đi thôi. Đi vô số tự động. Rồi có chớn thì vô số các số tiếp theo thôi. Đơn giản. Rồi tới cửa hàng cái đầu mình mã này 5 số rồi về rất là dễ dễ thắng rồi dễ tới nhà nè. Đó, đập tới 4 số ha. Tới nhà đập tới cái hết rồi, bốn số vòng. Mà đối với những chiếc xe mà 5 số hoặc là 4 số 68 ấy mình nó hơi khó. Nhưng mà đối với phép thì chạy bình thường. Đấy. Tới nhà thôi. Chạy 67 không mà bốc côn nha anh. Xin lỗi mà đang mùa corona này em hơi bịt chút xíu nha anh. Đi đổ xăng cũng phải bịt khẩu trang nha anh. Máy rất là êm anh. Nói tóm là tại chạy cũng chạy test thử máy cho anh em đó. Máy êm lắm. Này về anh em có anh em nói phép sườn nó có miếng nhôm, phép đâu biết đâu tại hôm nó sơn bít luôn đó. Nè có miếng nhôm nè. Đó, cái khung nó nằm đây. Tại theo phép biết là thường thường 67 là cái khung nằm đây ngoài. Xe này chắc có thể là họ thay sườn nha anh. Đó, rồi người ta đóng lại trên đó, hợp lại thôi. Đó, mấy anh thấy hộp sơn nào đẹp không? Hộp sơn rồi nó sơn rồi, rất là tem tiết. Đuôi này còn riêng nè. Cầm kiếp rồi các kéo nguyên cho nè. Đùm rồi nhìn rất là đẹp nha. Giá 11 triệu. Mới đổ 30.000 xăng vậy đó anh. Để đá banh đồ chơi. Cà phê đồ. Mi đông này thì mi đông inox rồi ha. Má này riêng nè. Cánh chim này lâu nè. Cánh chim riêng đó là bằng thau nha má, nó vàng. Nhưng mà tóm lại là máy ngon. Rồi, xin chào nha anh em.